Rồi, vô đi các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng Maker Game. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi ARK Omega ha các bạn. Thì mấy bữa nay mình thề với các bạn là mình chơi rất là ít. Tại vì các bạn biết tính mình là mình quay video một lúc thì rất là nhiều video. Đó là 4 năm cái video có từ từ mình up từng ngày lên. Thì mình có thời gian rảnh rỗi để mình có thể thứ nhất là ngủ. Cái thứ hai là làm những cái công việc riêng của mình để kiếm tiền thêm. Đó thì nói chung là mấy bữa nay tình hình view vũng các kiểu nọ thì mình cũng cảm thấy là hơi đau lòng. Bởi vì kiểu như là sao ta? Cái trend bây giờ nó bây giờ mình già rồi, mình không còn bắt kịp theo trend nữa, kiểu không còn tỉ tỉ đam đam mấy con mà các bạn kêu mình đi like thú nhiều quá rồi mình không like á, các bạn chả thèm coi. Giờ trend like thú quá trời luôn, như lại đam đam tỉ đam tấn không à, số lớn quá mình không có chơi tới nổi, cho nên là hơi view hơi có vẻ như hơi tuột, nhưng mà không sao. Có thể là do kiểu như cái kênh mình nó thuộc dạng gọi là kiến thức nhiều quá, các bạn không thích đúng không? Các bạn chỉ thích là tôi thích chơi game vui, đam tỉ, đam tấn, đam tùm lum la, đam bùm bùm chiếu chiếu, đổ nổi đùng đùng gì đó mới vui. Còn cái kiểu mà đam mà kiểu như là kiến thức mà này nọ thì nó không có vẻ như không có thích hợp với kênh mình, hiểu không? Ok, cũng no pro, no problem, không sao. Ok, nói chơi vậy thôi, chứ bây giờ mình sẽ tiếp tục cái chặng đường ARK của mình ha các bạn. Thì ở tập trước các bạn đã biết được là mình đã và đang trong một cái chiến dịch rất là đầu tư vào một cái con Hyrix đầu tiên của mình. Đây là cái con Hyrix đầu tiên của mình. Con này rất đáng đồng tiền, một con siêu support version 2 của con cá. Thì con này được like bởi con Sabertooth và con cá với nhau. Cho nên là mình có một ý định như thế này các bạn. Các bạn biết là cái con Parasaur á, nó đứng khi mà nó bật cái chế độ turret á, là nó đứng nó hú đúng không? Nhưng mà mình cảm thấy được là 9 người phàn nàn về cái con Parasaur. Đó là Parasaur chứ lộn, Parasaur. Là nó đứng nó hú á, nó không búp cơ, nó không có điều các bạn. Kiểu như là nó búp cơ nó rất là cách nhau vài giây, gây ra cho người ta cảm, người chơi cảm thấy là bị lãng phí thời gian bởi mấy cái dây đó. Cho nên mình quyết định đầu tư hẳn hai con luôn và kiếm hai cái yên luôn, một cái yên dành cho Frenzy và một cái yên dành cho cơ ha. Ok chưa? Thì hiện tại là mình tập trước mình có nói là mình sẽ đang và đi kiếm cái Paragon cho con này. Thì cái cách Paragon có nghĩa là chúng ta sẽ kiếm Paragon của hai con ba Sabertooth và con cá, rồi sau đó mình sẽ nhập lại và chừa ra 5 cái để quýnh yên ha các bạn. Ok, và bây giờ thì sau vài ngày không chơi game và mình tập trung farm quest á, thì mình đã có khá là nhiều. Và mình nghĩ á, hiện tại cái số quest của mình đang nhận là 414 rồi. Thì mình nghĩ là đây là cái số quest cuối cùng. Đây là cái lần farm quest cuối cùng mà mình có thể làm ở trong cái series này. Kể từ cái quest số này nữa đi nữa thì mình sẽ không đi kiếm quest nữa các bạn. Và sau đó là mình mạnh lên rồi, mình có quyền đi quýnh mấy con Paragon để kiếm Paragon nó nhiều hơn, khỏi đi farm quest nữa. Đó, bây giờ chúng ta giàu rồi, chúng ta đầu tư rất là nhiều rồi, thì bây giờ chúng ta đã thoát ra khỏi cái vòng cực khổ phải đi farm quest nữa, bước qua cái giai đoạn đó và chúng ta qua một cái giai đoạn mà nó sang chảnh hơn, nó nhanh hơn, nó tiện ích hơn, đó là chúng ta đi quýnh Paragon, boss Paragon. Thì mỗi lần quýnh boss Paragon các bạn biết rồi, ra cỡ 30 mấy 40 cái Paragon, cho nên là chúng ta rất là tiện không. Các bạn biết là 30 mấy 40 cái Paragon là tương đương với 10 cái quét không? Có thể luôn á, có thể là hơn 10 cái quét luôn á. Này các bạn thấy không? Có khi ra 1 vậy mà có khi ra 2 3 2 3. Rồi ok, thì bây giờ á, bây giờ mình sẽ biến về nhà ha, và mình lấy hết tất cả Paragon. Các bạn có thể thấy được là một cái thành viên mới ở trong cái máy farm công nghiệp của mình, đó là Dionysus. Đó, mình kiểu như là mình đang cũng muốn đầu tư vào Dionysus, cho nên mình đi tìm hai con Dionysus, bất kỳ hệ nào cũng được, basic cũng được, miễn nó đẻ trứng ra nó là Dionysus là được ha. Có nhiều bạn phàn nàn với mình đó là anh chơi công nghiệp về mất chất. Thực ra là cái chất của anh là
làm mọi thứ dành cho một kẻ lười biếng, nhưng mà nó không lạm dụng, không thái quá nha các bạn. Mình hiểu được giới hạn mình đang ở đâu, và đây là không phải là lần đầu tiên mình làm cái cách này. Mình đã làm trong rất là nhiều series rồi, cho nên đó không phải là mình mất chất mà mình vẫn còn giữ chất. Các bạn hiểu không? Rồi ok, và bây giờ để trong xem cái túi đồ của mình có gì không. Ok, không có gì hết. Và bây giờ mình sẽ đi nhận Paragon hết các bạn. Và Paragon, chính xác tên của nó là Paragon chứ không phải là Paragon ha. Đọc nghe nó có vẻ như là đôi khi mình cũng hay đọc là Paragon đó. Nghe nó không? Nghe nó lỏ lắm các bạn. Nghe nó kỳ kỳ lắm, nghe nó ngứa ngáy lắm. À, trời ơi xuống, trời ơi má 80 mấy cái rồi các bạn ạ. Trời ơi mantis nè, trời ơi quá trời luôn các bạn thấy không? Đó là lý do mình chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, mình không có làm trừ những cái nhiệm vụ như là farm wheel như thế này nè. Farm wheel thì mình chịu khó đi ra ngoài đường thôi chứ thực ra là mình ở nhà suốt à. Đấy. Trong lúc mà mình farm wheel á, thì tụi Mantis, Mammoth, Rock Element với lại Deonychus ở nhà nó đẻ các bạn. Thì chỉ cần mình đi farm khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, quay về là rất là nhiều trứng rồi. Cho nên là rất là tiện. Đây là cái cách mà chỉ dành cho những anh em host thôi nha. Anh em host hoặc là server người ta được ưu ái á, người ta cho phép các bạn lai thú một cách nhanh chóng thì không nói tới đi, toàn chơi theo cái kiểu này của mình là rất là nhanh luôn á. Chơi về là mát nhanh luôn á. Còn mình mà cài thêm mod si farm vô nữa rồi mấy cái mod mà hỗ trợ upgrade tay sành lõ đồ vô á, trời ơi, không biết là bây giờ tập thứ mấy là mình đi tới đâu rồi nữa. Không biết bây giờ mình đã đi tới đâu rồi, nó có thể là mình gần end game luôn rồi đấy các bạn. Thiệt. Mình mà có mấy cái mod đó thì trời ơi. Giống như là hổ mọc thêm cánh vậy. Rồi ok, đây. Quan trọng là mấy cái sai à, sao mà tút sai mình rồi các bạn. Đấy, ok. Ui, quá nhiều dữ hả? Chết mẹ rồi, xong luôn, lỡ luôn. Má tôi quên để ý. Tôi quên để ý. Saber Tooth Simon 4, Saber Tooth Salomon. À đây. À chết rồi, chết rồi, chết rồi, không đủ rồi các bạn ơi, lỡ rồi. Ok và bây giờ mình sẽ cái máy của mình. Cái máy của mình đem qua bên kia rồi hả? Từ từ, để mình ráp cái máy ở nhà đi cho khỏi khỏi đi qua đi lại. Đừng đừng ráp game em. Đừng ráp game, no pro. Zene đây. Trời ơi, mấy em bị hoài luôn các bạn. Mình nhận xong để mình nói mà mình tìm cách tăng cái giới hạn đồ của mình, inventory của mình lên mà mình quên hoài. Ok, bây giờ tập trung ha. Đầu tiên là bây giờ mình bỏ Sabertooth vô hết nè. Sa và mấy cái con nào nó cũng như con nào hết mấy ông nội ơi. Rồi sau đó là chúng ta sẽ bỏ Simon Tooth nè, Simon Tooth ra nè. Simon Tooth. Ok, mình có hai cái Paragon rồi. Ok, và bây giờ các bạn cứ bỏ hết vô đây và các bạn cứ bấm vậy thì các bạn sẽ nhận lại được một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè. Ok, còn dư rất là nhiều Sabertooth xa này đúng không? Thì bây giờ mình có 1 2 3 4 5. Như vậy là mình dư đúng một cái thôi. Chết mẹ rồi. Lỡ rồi anh em ạ. À, si ba. Ấy, hồi nãy tôi nhận. Paragon. Paragon mà đầy quá là nó không có cho nhận các bạn. Trời ơi, cảm ơn Omega nhé. Trời ơi, má tôi mừng. Tôi mừng hết lớn luôn các bạn, thiệt luôn á. Thề. Mừng hết mà lớn luôn. Sa bờ tút. Rồi, ok. Attempt. Ngoài, đây rồi. À, từ 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 anh em. Để coi, tôi hết bây giờ tôi hết dư rồi đó. Bây giờ mình phải xem nha, xa mình tốt đúng không? Xa mình tốt nè. Ok, mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wow, ngon như vậy là 11 là mình có thể cắn cho con đó là 6 cái. Ngon, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok, trước mắt là mình cứ Strand Paragon qua hết đi ha. Conrad nó một cái, sau đó mình sẽ lấy lại đó là Simon Tooth. Simon Tooth đây ha. Và mình sẽ lấy qua đây. Đấy.
hợp lý rồi thì con này chúng ta không cần phải tốn thời gian để quýnh godlike cho nó chi các bạn, đưa nó lên god thôi, đưa lên god rồi drop raid luôn cũng được nữa, không sao. Để mình phân tích cho các bạn nghe là tại sao mà có thể đưa nó lên, quên 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 đó. Để sẵn mình sẽ đưa nó lên drop raid cho ta. Hình như là mình đưa nó rồi, tập trước là mình có quýnh rồi thì phải, đây nè, raid drop nè, mà mình đã đưa nó lên godlike sai trò rồi đúng không? À và chỉ cần ăn cái này nữa nó lên là ray, đúng rồi ray, ok ray, godlike ray, godlike ray là được rồi. Bây giờ cái sức mạnh của mình nó chưa có đủ trình để quýnh xin mà để lên cho nó ancient các bạn ơi, sức mạnh của mình còn non kém lắm. Đó mình đâu có đam tỷ đam tấn như người ta đâu, mình đâu có cái con lai lai gì mà bá đạo gì vừa đam vừa ấy đâu. Để rảnh là tôi sẽ có một cái bài viết, tôi có sẽ bài mà phân tích cho các bạn nghe là tại sao mình không chơi con đó ha. Thì đầu tiên đó là con này đúng không, con này mình đã lên cho nó full rồi, godlike là đúng không, godlike và bây giờ là 88 điểm, 88 điểm đúng không, chúng ta sẽ chừa ra hồi nãy mình nói là 6 cái đúng không, rồi ok 1 2 3 4 5 rồi ok 6 cái và mình sẽ cho nó ăn vô. Đấy, đầu tư hết rồi, con này là đam chính luôn nha các bạn, con này là đam chính, một mình con này quýnh thôi, cộng thêm con vát và cộng thêm mấy con hú hú kia nữa là được ha, 1 2 4 5 rồi ok đầy đủ hết rồi đúng không. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái lọ heal nè, Omega đúng không, lấy một cái lọ heal bập cho nó một cái, sau đó thu nó vô cầu nha các bạn, thu nó vô cầu và sau đó quăng nó ra lại để nhiều khi là nó bị mất chỉ số đồ á. Đấy rồi ok 130 triệu đam, ấy đam sao yếu vậy, đam sao có 3k3 vậy, what the fuck, ấy đam sao có 3k3 vậy, đam 5 triệu hả, đam 5 triệu ổn không ta, đam 5 triệu hơi lỏ nha. Bây giờ nó nhảy lên 13 triệu, 13,8 triệu nhưng mà đánh thì nó hơi lỏ. Ok, thôi kệ các bạn, mình sẽ cố gắng búp ha. Tại mình nghĩ là cái con kia nó cũng mình chưa có tham khảo nhưng mà con kia là Paragon cho nên là mình sẽ lấy Barrasher ra quýnh giải quyết nó nhanh gọn lẹ lắm. Con vá thì không cần. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sắp xếp đội hình ha, quýnh yên nhanh gọn lẹ cho các bạn coi ha. Để mất công các bạn không có thích nói nhiều. Các bạn thích đam tỷ đam tấn không ạ? Đây. Rồi ok, 50 tỷ hơi có vẻ như hơi ít, các bạn thấy hơi ít vậy chứ được. Không sao. Trời ơi. Sao có mấy cái sinh vật này lại đây hoài vậy ta, lên rút ray nó còn ít 24 nữa các bạn, không sao. Rồi ok để đây và sau đó mình sẽ triệu hồi ra con cá, hình như con cá là mình cất cái yên ở đâu rồi thì phải, để mình đi lên đây coi, cất cái yên trong con Enforce hoặc là con Edward. Tại vì lúc mà mình đi farm á, mình nhớ không lầm là mình cất rồi. Để coi cái yên của nó tên là cái gì mình quên bà nó rồi. Đây đúng không, không, cái yên nó là cái gì nhỉ, cái yên các bạn search chữ sa đồ nó không ra đâu các bạn. Muốn biết cái yên thì nhanh lắm, dễ lắm, nếu mà các bạn quên đó các bạn đánh chữ Salmon Tooth nè, Salmon Tooth không phải, cái này mới đúng. Cái yên của nó tên là Grow Control đúng không? Ok các bạn search chữ Control là nó ra thôi. Không có thì thôi. Làm gì căng. Control. Ok. Chết mẹ cái yên đâu rồi ta? Lỡ rồi. Để mình về nhà mình kiếm cái đã. Để mình coi coi trong lúc mà dọn đồ nó có chạy vô đây hay không. Pro Control, ok, nó nè. Rồi. Đấy, và bây giờ mình sẽ lấy con cá ra ha các bạn. Con cá thì mình nhớ là mình cất cho đâu nhờ. Rồi, và bây giờ qua bển ha các bạn. Qua bển mình spawn ra rồi, sau đó mình búp đam. Công việc chúng ta chỉ đơn giản vậy thôi. Đánh được hay không thì tí nữa các bạn sẽ biết. Chứ mình cũng chưa có biết nữa, không có biết trước được cái gì để nói trước được hết á. Con này thì mình đánh theo kiểu như là tự phát đó các bạn, đánh theo không có nghiên cứu trước đó. Coi là nó như thế nào á, mà mình nghĩ chắc được. Tại vì quýnh ăn thua là mình quýnh kiên trì hay không thôi. Và xin giới thiệu sẵn ra đây, mình xin giới thiệu đây cái bẫy bẫy farm của mình đây. Bẫy farm cá.
Và nhắc tới cái bãi farm cá này, mình xin nói thêm cho các bạn biết á, là mà mình đã nâng cái con cá size size mình dimension của mình á lên ấy rồi ha. Và nhắc tới cái này á, mình muốn nói với các bạn á, là có một cái nhiệm vụ hồi nãy các bạn thấy là mình nhận paragon của con cá đúng không? Nó kêu mình đi giết con cá, nhưng mà các bạn phải phân biệt được cá là cá của mod Omega chứ không phải là cá của vanilla nha các bạn. Nếu mà các bạn giết cá vanilla thì nó sẽ không tính. Đó mình cũng mới biết vào tập trước. Đây, sai mình. Đây là cho các bạn xem là nếu mà các bạn giết những con cá mà nó không có cái hệ biến thể nào hết thì nó sẽ không tính như các bạn. Tôi không biết là server anh em chơi như thế nào và cũng không biết là host các bạn chơi như thế nào. Nhưng mà đối với mình thì nó không tính. Rồi ok, mình đeo cái yên vô cho nó ha. Rồi. Hợp lý. Đấy, con cá này tại vì mình nâng cái con cá này lên để nó có thể sao ta? Đam nó to để mình có thể giết cho nó nhanh đấy các bạn. Farm thú nè. Ok. Rồi. Nó bay đúng nhanh luôn. Sau cái tập này là chúng ta không có xài con cá nữa rồi. Ôi trời ơi. Rớt element nó đi đâu đâu đó vậy ta. Con đó mình nuôi đó các bạn. Rồi ok, xong, đủ bộ rồi. Và chúng ta đem Phantom và cây Phát như bình thường ha. Và chúng ta bật cái này lên, sau đó triệu hồi ra Sino quýnh luôn, không nói nhiều. Sino. Đâu rồi? Rồi, lụm. Đủ chưa? Đầy đủ hết rồi ha. Và bây giờ mình sẽ chỉnh vào trời tối cho nó dễ nhìn ha các bạn đó. Gamma 5. Rồi và chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ hạ cái dòng này xuống nha các bạn, không nên để cái dòng này quá to. Tại vì thú mình thì nó cũng không có tới nỗi là to như đợt hởm. Chain Ray nè, chúng ta sẽ để là medium thôi và chúng ta sẽ Black Dino nó cái để cho mấy con này nó không có ra. Ha, đặc biệt là con này một tí nữa mình sẽ đưa nó lên group Ray bây giờ luôn cũng được, nhưng mà đợi mình spawn ra cái đã. Rồi, sau đó mình sẽ quýnh. Ha, tất nhiên là mình nghĩ là mình sẽ cố gắng kiếm Paragon để quýnh con ra con này hai cái yên là đẹp ha. Rồi basic kèo này quýnh thì cũng dễ thôi, không có gì khó cả. Rồi và chúng ta turn on tất cả vô passive hết, con này bật lên cái này đấy. Con này thì mình chờ cho nó cỡ 5 giây là mình cho nó ăn là đẹp hết các bạn. Thích nó thì mình cho nó ăn liền luôn cũng được đó. Đây rồi, đẹp rồi, mình chỉ việc hú thôi đấy. Nếu mà con này nó có vấn đề gì á thì đấy cũng không sao. Trời ơi, đấy các bạn thấy không, hú 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 lên này các bạn thấy nè. Cái con này á, đó là cái con Vrofendin, nó là một con Paragon, một con Uniware cộng thêm cái yên. Thì các bạn thấy là nó có hệ Paragon và Random. Và nó đeo cái yên là nó đang bị Banshee nè các bạn. Đó. Đấy. Không có sao hết, không có sao hết. Trời ơi, chuyện nhỏ, ba cái đầu mũi này. Thích thì mình cơ nó luôn. Nó mà dính này lên mình xích nẹt thì nó bị giảm mất khả năng tăng của con Paragon rất là nhiều, của các bạn quýnh nó thốn lắm. Các bạn yên tâm. Đó, các bạn thấy không? Ghê không? Trời ơi, quýnh nhanh lắm. Trời ơi. Chỉ với 5 6 cái Paragon thôi mà chúng ta kiếm lại được vài bìu. Đấy, ok chưa được chưa? Và bây giờ mình cho các bạn coi nha, kèo này dễ lắm, đánh rất là dễ. Mình khuyên các bạn là nên đầu tư vào đầu game, thì các bạn thiệt sự á, nếu mà các bạn mình khuyên con nào mà các bạn đầu tư sớm càng tốt á, thì thực sự mình nói chơi game sau này nó khỏe lắm. Giống như là các bạn sắp ăn cơm mà có ai dọn sẵn cho các bạn ăn vậy luôn á, nó hay lắm đấy. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem ha. Con này thì cá yên các bạn có thấy nè, nó no cooldown đó. Bây giờ mình test cho các bạn xem ha. Không biết có con boss nào cho mình test được hay không, để mình thử quýnh đại một con để coi mình có cái nào. Quýnh mấy con mythical đi, tại mình cũng đang cần farm mythical. Mình quýnh cỡ hai con đi thôi, một con thôi, một con thôi. Trụ này nè, rồi đúng không, bỏ vô. Chúng ta sẽ thử thử trước một con ha các bạn.
À, không lộn, On Show mới đúng. Sau đó quýnh Omega đi cho nó. Thôi quýnh Omega. Omega đi các bạn, tại vì quýnh Tết thôi. Ừ, tại vì quýnh mấy con basic nó dễ chết quá. Quýnh mấy basic nó dễ chết lắm. Rồi ok, thử nha, cho các bạn coi này nha. Đấy, mình có con cá này vô cũng được nữa nè. Đấy, đây 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 cho các bạn xem nè, nó quýnh tự cơ luôn nè. Mà các bạn coi con quỷ này, con quỷ ba la sơ này, nó quýnh tự tự quýnh tự cơ luôn nè. Hả hả, sao không tự cơ? What the chó chết thiệt lại. Má làm quê thế nhờ, tôi rõ ràng là tôi nghĩ là nó tự quýnh tự cơ mà ta, đúng đúng theo lý thuyết của tôi tính là vậy và đã có người test rồi chứ không phải là tôi nói láo nó dốc đâu. Thiệt, thề luôn, tin tôi đi. Tin tôi đi. On show quýnh Omega đi các bạn, làm ơn ra con lút đi. Trời ơi, ra con AdSense nó cay thiệt. Sao con này không tự quýnh tự cơ ta? Tôi nhớ là nó có tự quýnh tự cơ mà. Option hay là phải thu ra cái đã. Thu vô đi các bạn. Ok, để mình thu phóng ra lại ha. Phải phải canh lúc mà nó cooldown nha các bạn. Rồi, ok. Chứ các bạn thả ra mà lúc mà nó đang quýnh là nó mất con sao mà tốt luôn á. Hả? Hả? Sao nó cũng đau, nó không rên gì ta? Hay là một con khác nhờ? Hay cha, khoan nha. Ok, khoan nha, khoan nha. Hơi sai sai rồi đó, bắt đầu hơi sai sai rồi đó. Tôi thấy hơi sai sai rồi đó. Theo như lý thuyết là nó phải tự quýnh tự búp tự Renzi chứ nhờ. Trời ơi, mày bớt lao mình lao mẩy giùm tao một cái đi. Cái gì vậy? Quay hả? Rồi, ok. Ui ui ui. Rồi 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 rồi. Chờ nó disrupt nữa. Ngoài nó quýnh có rây ra sát thương chảy máu nữa các bạn. Rồi. Đó. Đó, sao nó không tự Renzi nhỉ? Cay thế. Ok. Thì sau nửa tiếng mình bắt một cái con Omega khác và mình like với nhau á thì mình vẫn có một cái con Salmon Tooth xa bờ nha các bạn. Nhưng mà lần này mình không có chơi rút ray và mình chơi Omega Zombie, một cái con ở bên rút Nightmare. Thì mình rút ra một cái nguyên lý mà các bạn phải nhớ nhớ in luôn, tại vì ngay từ đầu mình đã đầu tư sai rồi, nhưng mà cũng không hẳn là sai nữa các bạn, tại vì có thể sai hoặc là có thể đúng thôi nha. Thì đây mình gỡ ghẻ cho mình là tại sao sai và tại sao có thể đúng và tại sao nó không work cho các bạn coi ha. Ok, để mình đang đánh boss này các bạn, mình test nè. Đang đánh boss. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn nghe là đầu đầu tiên các bạn biết là mình đã chọn một cái cặp like với nhau là hệ Sideshow nằm ở trong group raid. Ok chưa? Để mình sẽ từ từ cái mình sẽ đấy, em mình tích ra làm cho nhanh. Rồi ok, thì ngay từ đầu mình đã chọn cái con này nè các bạn, cái con này, một một con Sideshow nằm ở trong group raid để mình có thể lên cái group mà cao cấp nhất để có thể đánh boss yên cho nó dễ. Đó là cái lý do, cái mục đích mà mình muốn
đưa con này lên group ray là như vậy. Nhưng mà một điều rất là đáng tiếc và mình mới sực nhớ ra và mình cũng mới biết gần đây, đó là có một cái nguyên lý bất di bất dịch ở trong ARK, đó là kiểu như là đây là một con sai trò khi mà các bạn lên rip ray, và mặc dù các bạn đeo cái yên của nó ha, đây các bạn đeo yên của nó để mình xem coi là chưa chắc là có đã đúng hay là đã sai nha. Mình nói trường hợp một nha, trường hợp một nếu mà các bạn đeo yên của nó mà vô tình các bạn vô cái biến thể Frenzy này thì các bạn sẽ biết được là biến thể Frenzy nằm ở trong group ray và giống như là hồi vốn vậy các bạn, kiểu như là tự nhiên thêm một cái biến thể con mà trong khi đó tao là cái biến thể mẹ rồi, cho nên là khi cái con này tự đánh thì nó sẽ không tự búp Frenzy 3 lần no cooldown như là cái nội tại yên đã ghi đó. Cho nên mình khuyên các bạn là nếu mình sẽ test thử thêm một lần nữa nha, mình chỉ tính tới thời hiện tại mình chỉ nói là nếu mà các bạn chơi muốn con này á mà đóng góp một phần đam nào á cho cái con thú cho đam tổng của các bạn á thì các bạn không nên lựa rip ray, đó là cái thứ nhất. Và các bạn cũng không nên đưa con này lên rúp Nightmare luôn, tại vì các bạn phải biết được đó là cơ Banshee. Thì các bạn biết là rúp Nightmare thì cái Banshee này là cái trùm cơ này nè. Cái Banshee này thực ra là cơ á, thì nó nằm ở trong rúp Nightmare cũng tương tự như Frenzy và Ray, thì nó không thể nào mà tự quýnh mà tự búp cơ trong khi nó đã có nguyên cái rúp Nightmare rồi. Đó, thì bây giờ mình mới vừa lé lên trong đầu là nếu bây giờ tôi đầu tư hai con này, trước sau gì mình cũng phải đầu tư hai con, một con búp Renji và một con búp cơ, thì bây giờ mình thử là cái con đưa con này lên rúp Nightmare và sử dụng cái yên của con kia chỉnh nó vào chế độ Renji, liệu nó có Renji hay không. Và con kia cũng vậy, nó đang ở trong group Ray thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái yên nó về group Banshee, liệu coi là nó có tự búp Banshee hay không. Đó, đó là cái câu hỏi mà mình cần phải giải đáp ngay và luôn ha. Renji, sao con này lúc nào nó cũng Renji hết trơn vậy? Cho tao cái Banshee đi. Banshee, please. Banshee, no throw. Banshee. Đó, thì mình sẽ giống như là chéo qua chéo lại đó, chéo qua chéo lại đó các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem coi là quýnh thêm một con boss nữa, con này nó có tự búp Banshee không ha, là mình sẽ giải đáp được thắc mắc liền à. Đó là mình nãy giờ mình ngồi nửa tiếng đồng hồ mình tưởng á là cái con Ray á, nó kiểu như nó thuộc loại hoang dã các bạn, nó không tự búp được, hiểu không má, làm sao mà nhốt con này vô được ta, khó quá. À, khó quá. Từ từ chờ mình một tí. God Light Ray đúng không? Để mình chui vô cái lỗ này coi. Ok. Rồi ok, mình nhốt nó vô cái dòng rồi. Và bây giờ mình sẽ quýnh trước ha. Chủ mục tiêu của chúng ta vẫn là loot nha các bạn. Lucky show chúng ta sẽ rút ra 100 nữa. À, test thôi mà tốn kém quá, mà đang tích lũy Lucky đấy. On show nè. À, quýnh Omega đi, con này thì chắc là cho nó quýnh lên Godlike đi các bạn, tại vì con này nó cũng hơi trâu ha. Rồi tất cả vô bát xẹp hết trừ con này ra, con này lui ra một tí, nó quýnh tao kìa. Rồi mày búp lên Banshee cho tao coi coi. Mẹ nó thoát ra vô lại. À các bạn nên nhớ nha, là khi mà các bạn đã chỉnh cái yên rồi á thì các bạn không nên thu nó vào cầu, tại vì thu nó vào cầu là nó sẽ bị cái yên nó sẽ roll lại nữa các bạn, thì nó có thể ra Renji hoặc là Banshee hên xui đó, cho nên là rất là lõ. Đó anh giờ Banshee rồi nè các bạn, đó đó quýnh đi, búp Banshee tao coi, búp Banshee đi. Ok, con này tri phu hả? Tri su cũng được, miễn sao đánh được là được. Có thể nào búp không? Như vậy là con này mình không có chủ động búp được rồi các bạn ơi. Rất là khó.
Các bạn thấy là nó không tự búp không? Nó không tự búp được. Cây là cây chỗ đó. Như vậy là chúng ta không nên đầu tư vào con này nha các bạn. Chúng ta không nên đầu tư vào con này. Tại con này nó, mình không có chủ động ngồi lên yên nó. Tại vì trong lúc mà hồi nãy mình test cái con zombie á, các bạn nhớ là mình đã tem con zombie không? Mình test con zombie á, thì nếu mà trong lúc mà mình tháo nó đánh, mình tháo cái yên ra và mình để nó lại á, thì nó sẽ không tự động chơi chiêu, và mình phải ngồi lên người nó và mình sẽ chơi chiêu mẫu cho nó coi trước đó. Nó cũng rất là mông lung các bạn ạ. Rất là khó khăn, khó nhằn. Đó, cho nên mình khuyên các bạn là không nên đưa vào cái đưa lên mấy cái group Ray hay group Nightmare gì. Đặc biệt là những cái group kiểu như thế này nè, không thể cưỡi được, rất là khó để chủ động luôn. Đó, các bạn thấy không? Nó không búp, nó không tự búp rồi. Option nè. Không có làm được cái gì ngoài cái việc mà đó, rất là khó. Bây giờ mình thử nha, bây giờ mình thử đầu tư một cái nữa đi. Mình sẽ lấy là tracker. Ok, mình sẽ lấy một cái đi. Mình sẽ cho vào người nó, mình ăn. Và mình cho nó biến đi. Ok, mình cho nó biến ha, mình sẽ để trời tối đi. Ok. Mình có thể nào đừng dí tao không? Wow, con này nó có mười mấy triệu hả? Mày quýnh gì mày quýnh đi. Chắc ăn nữa thì mình sẽ đi ra xa một tí. Con nãy là con Ray đúng không? Ok. Godlike Ray Salmon Sabertooth. Đây. Rồi. Thử đây. Mẹ mệt rồi nha. Tao hơi bị mệt rồi đấy. Đầu tư sai là mình hơi thất vọng rồi đấy các bạn. Mình đâu có nghĩ là con Ray nó khó chịu tới vậy đâu. Không, mà chỉ cần mình thấy cái dòng sáng mà mình nó đưa lên là được. Nó chết bà nó rồi. Hỏi gì túm lại nó có cơ không? Nó vẫn là Banshee nè các bạn. Ok, mình test lại lần nữa ha. Ok nè các bạn, nó không hoàn toàn tự búp Banshee, tự búp cơ gì hết á, hơi lỏ. Rồi ok, như vậy là chúng ta hiểu rồi, như vậy là con này là một con sai lầm trong quá khứ của chúng ta thôi. Ok, đấy các bạn thấy không, hơi bị sai lầm luôn á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử triệu hồi ra một con zombie Nightmare hồi nãy cho mình, cho các bạn xem ha. Hay là mình đưa lên group đi, mình đưa lên group đi cho chắc cú. Ok, con này thì nó quýnh rất là ngon. Con này nè, con bình thường như thế này nè. Đó, mình chỉ cần búp đưa cho nó cái yên thôi. Đấy. Behaviors này, Aren đúng không? Rồi, đi đi em. Ở kìa. Rồi đấy. Ok. Đấy, nó tự búp nè các bạn thấy không? Nó tự búp Ray luôn nè. Thấy không? Ok, từ từ. Bây giờ mình sẽ lấy Banshee cho lên test luôn cho các bạn coi ha. Ok, Banshee nè. Rồi, Behaviors, Basic, Neutral. Này các bạn coi nè. Để coi nó có búp lên cơ. Nè, lúc này là nó bị ngu nè các bạn. Lúc mà mình đổi yên là nó bị ngu. Cho nên là bạn phải leo lên người nó. Sau đó bấm chơi chiêu một hai lần á. Đó, chơi chiêu một hai lần rồi nó sẽ tự nhớ à. Đó, các bạn thấy không? Nó tự búp luôn. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Búp đều tay phải liền luôn. Có mana là nó búp à. Búp rất đều tay, cho nên là các bạn phải xem xét ha, không nên đưa lên Ray ha, mà chỉ lợi dụng con Ray để lấy yên thôi. Đó, các bạn thấy đều tay phải lên không, ba cơ lúc nào cũng đều hết rồi.
đó, mình cơ nữa thì không được nha, tại vì nó giống gì, nó giống mình, cái Phantom nó giống ba cơ của nó, mà thấy không? Ok, như vậy là hiểu rồi ha. Rồi, ok, như vậy là hiểu rồi. Như vậy là chúng ta, để mình thử lại một lần nữa là mình sẽ đưa con Nightmare này á lên, có đưa con zombie này lên group Nightmare luôn, coi là nó có búp Banshee và búp Frenzy như hay là lõ giống như là con Ray không là biết liền. Ok. Bây giờ mấy phút rồi nhỉ? 35 phút rồi, hôm nay làm nhanh thế nhỉ. Ok, để mình sẽ cố gắng mình đưa con này lên ha, rồi mình test luôn cho các bạn xem. Để mình giải quyết con này xong cái đã. À, sao yếu vậy? Hả? À, con ma tích lỏ mà yếu vậy? Ừ đấy. Làm trực mình. Rồi, ok. Rồi, ok nè các bạn. À, mình đưa con này lên Godlike Nightmare luôn rồi. Mình chưa đưa lên nổi nó em sành thôi. Mình cũng chưa nâng điểm cho nó tại vì chủ yếu là mình muốn nó búp Banshee, búp Banshee các kiểu này nọ thôi. Ha, và bây giờ mình cho các bạn coi. Con này hiện tại là Banshee đúng không? Rồi, cho nó quýnh đi. Còn nó như thế nào ha, chỉ cần búp thôi là được, đam không có tính sao. Rồi quýnh đi, quýnh tao đi nè. Ừ rồi, ok, Banshee, Banshee con ơi, Banshee đó, phải như thế, nó phải như thế các bạn à, đó nó phải như thế. Ủa mà con này nó tại sao nó gầm nó rú ta. Ừ đó. Ở tại sao nó búp có một cơ vậy? Fuck. Như vậy là có thể là tôi có hiểu ra được vài điều rồi đó, có thể là tôi hiểu ra được vài điều rồi đó. Để tôi chỉnh cái tiếng này nhỏ nhỏ lên tí. Tôi hiểu ra được vài điều rồi đó, là không nên đưa nó lên group chăng. Tôi nghĩ có lý lắm mà. À, nó không tự búp nữa các bạn. Ok. Banshee không được thì mình sẽ qua Renji. Banshee. Như vậy là nếu mà kết luận của mình thì không, mình đoán không sai á, là không nên chơi hai cái đúp Nightmare và Ray luôn các bạn ạ. Miễn sao mà nó không thuộc về phạm vi của Ray và Nightmare là được. Aran. Rồi, chơi đi em. Nè, tao quýnh nó nè. Rồi, giờ mày Renji rồi đó. Đó đó. Không, tại nó vẫn cơ các bạn, nó vẫn hú. Cái này là bô game man nha các bạn. À, mình sẽ tự ngồi cho nó nè, mình tự ngồi tự búp cho nó nè. Quýnh đi. Đó. À, nó tự chơi Renji được nè các bạn, nó tự chơi Renji được. Nó tự chơi Renji được. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, nó tự chơi Renji được nha. Ấy. Đó, nó tự chơi Renji được. Ok, nó tự chơi Renji được. À, ok. Rồi, ok, bắt xẹp đi, bắt xẹp đi. Nhưng mà nó không chơi Banshee được các bạn ơi. Còn cái con anh control nó có con rút ray là nó không chơi được cả hai luôn. Con này thì chơi được một cái. À, hay là do là hồi nãy mình chưa có mồi Banshee cho nó ta. Rồi nè, bây giờ mình mồi Banshee cho nó nè. Làm quen trước nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, đó. Mình mồi cho nó trước rồi nè. Sau đó mình sẽ Ares. Rồi, ok. Quýnh đi. Ôi chết mẹ. Đó. Rồi một cơ. Cơ này là cơ mặc định của group ray nó nha. Hai cơ, ba cơ. Rồi ok chốt. Nhiều khi thêm một cơ nữa nè. Nhiều khi thêm một cơ nữa thì chăng. Phải chăng. Đó. À không không, ba cơ vẫn là ba cơ nha các bạn. Nhưng mà mình cảm thấy sao mà nó búp búp cơ yếu quá vậy ta. Tôi có con Sino hồi máu cho hồi hồi stamina cho nó mà búp búp cơ chậm hơn so với những khi mà nó lên ngáy các bạn, khi mà nó còn ở dưới Omega Zombie á. Này các bạn thấy búp cơ nè. Ok cũng được, nói chung là chấp nhận được, chấp nhận được. Như vậy là ok, roll, ok, roll.
Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu vấn đề rồi. Hiểu vấn đề rồi các bạn ơi, mình hiểu vấn đề rồi. Ok, mình hiểu vấn đề rồi. Có nghĩa là khi mà các bạn đưa lên group nào cũng được, miễn đừng có group raid là được. Tại vì cái cốt lõi group raid là chúng ta không có thể cưỡi được. Mà một khi chúng ta không thể cưỡi được á, thì các bạn khi mà các bạn spawn ra từ Dino Tracker nè, hoặc là các bạn chọi cầu ra, thì nó kiểu như nó cần phải mồi, nó cần phải à, tao phải làm gì đây hả, mày triệu hồi tao ra để làm cái gì, kiểu vậy. Mày phải làm mẫu cho tao trước đúng không, thì lúc đó các bạn phải lên lên yên nó và các bạn làm mẫu cho nó một hai cái, rồi sau đó cho nó tự đánh, thì lúc đó nó mới tự đánh. Còn khi mà các bạn tự nhiên bon ra, nó không biết làm gì, nó đứng yên nguyên đó, và nó khi mà nó quýnh thì nó cũng không biết chơi chiêu luôn. Thì như vậy là cái kết như vậy là cái gọi là cái dạng cái thuyết âm mưu của mình là khi mà đưa lên group nó không có ảnh hưởng gì đến cái việc mà cơ hay là không cơ, hoặc là Renzi hay là không Renzi, chỉ là khác nhau ở chỗ là các bạn phải mồi cho nó, cưỡi cho nó được thì các bạn mới có thể xài chiêu, nó mới xài chiêu được. À, đại loại là như vậy. Ok, như vậy là mình chốt là mình chơi con này ha. Thì các bạn nếu mà các bạn thích á, thì các bạn cũng có thể chơi những cái group khác cũng được, không sao cả. Hoặc là đơn giản là các bạn không cần phải đưa lên group một con basic thôi cũng được nữa. Tại vì chúng ta phải biết được là chúng ta cần con này ở điểm gì. Đó là cần con này ở búp Renzi và búp Banshee. Còn những cái việc khác đã có con khác lo rồi. Còn nó đóng góp được cái phần đam nào, được thì tốt, không được thì cũng không cần phải quá ép buộc nó là phải là đam to các kiểu. Còn nếu mà các bạn đã muốn nó đóng góp á, thì cách tốt nhất là các bạn nên chơi group Nightmare. Ha, đưa nó lên Ancient thì càng tốt. Khi mà các bạn quýnh xin được thì đưa nó lên Ancient thì càng tốt. Tại vì nó sẽ đóng góp một phần đam, theo như mình thấy cũng không nhỏ đâu nha, cũng không nhỏ. Đây là mình chưa có nâng điểm cho nó đó. Theo như mình thấy cũng không có thua kém gì cái con Ray hồi nãy. Các bạn thấy con Ray hồi nãy không, quýnh mười mấy triệu, quýnh con Omega loot, quýnh mấy con Godlike khỏe re luôn, mình nó solo luôn đó, các bạn thấy không, cũng ok la. Nhưng mà rúp Ray thì các bạn biết là chỉ có x16 thôi, còn rúp 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 Ray thì nó có un control, nó tới x24 lận. Còn khi mà các bạn lên Nightmare thì nó chỉ có con God này là chỉ tới tận x buổi tối á, thì x16 x16 với x24 thì nó thua thiệt khá là, một khoảng cách khá là xa đó. Cho nên là mà group đây thì chúng ta không chơi được rồi, cho nên là buộc là phải cái group thứ nhì, đó là cái group Nightmare. Còn nếu mà các bạn muốn chơi chiêu bùm chiếu đồ, đem tỷ đem tấn đồ á, thì các bạn nên khuyên các bạn là nên chơi Elemental cũng được, tại vì nó có chiêu không cooldown và nó tự chơi chiêu, nó cũng đóng góp một phần đam mà tuy là nó hơi nhỏ nhưng mà nó sẽ duy trì lâu dài, nó sẽ chơi một lúc rất là nhiều chiêu luôn. Chơi mà dai dẳng luôn, miễn nó còn stamina là nó còn chơi ha. Thì ok, như vậy là mình đã cho các bạn thấy là sơ qua là nó hoạt động như thế nào rồi. Rồi ok, và cảm ơn các bạn hôm nay đã xem video này nha, và đừng quên để lại một like và subscribe nếu thích video này, và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Nếu mà các bạn có ý kiến đóng góp gì các bạn cứ comment phía bên dưới ha. Rồi ok, bye bye mọi người.